Kính chào tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương. Hôm nay Nguyên đã quay trở lại chương trình. Và đầu chương trình cho Nguyên cảm ơn tất cả các quý vị đã ủng hộ những chương trình của Nguyên thực hiện vừa qua. Chúng ta vẫn quay trở lại cái chủ đề thời sự tại nước Việt Nam. Trong một cái bối cảnh càng ngày nó càng bi kịch. Khi các cô chú anh chị em cũng biết theo cái chỉ thị 16 giãn cách xã hội có giới nghiêm. Và biết bao nhiêu những lực lượng đã xuống đường, cả luôn quân đội đã vào cuộc tại Sài Gòn. Đã dựng ra rất là nhiều những trạm chốt để mà ngăn chặn dịch bệnh. Nhưng cái kết quả F0 nó vô cùng phức tạp. Những con số ca F0 của ngày hôm nay tại Sài Gòn không thể nào kiểm tra được. Nên lý do đó mà Sài Gòn đã ban ra một cái lực lệnh mới. Cái lực lệnh này sẽ không giúp đỡ những người bệnh F0, nhưng ngược lại đang siết chặt ca tử vong càng cơ hội cao hơn, và còn có thể cả người gia đình cũng có thể bị tử vong. Ngoài ra chúng ta thấy được vấn đề của vaccine Renocell. Một vaccine đang sale, đang hạ giá, mua một tặng một, có thể chích một lần hai mũi cũng được, chích nhiều hơn cũng không sao. Cô chú anh chị em, mà lỗi vaccine này nó đang tràn lan đến Việt Nam một cách ồ ạt trong giai đoạn này. Rất là nhiều. Tuy rằng chính quyền Việt Nam mua chỉ có 5 triệu liều, nhưng không biết lý do tại sao tiêu thụ chưa hết thì vaccine của Tàu đã gửi hàng loạt đến. Lý do tại sao Nguyên cũng muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em các bạn mến thương. Ngoài ra những mảnh đời đáng thương không biết đi về đâu và nghe những lời hứa của chánh quyền, mà cho Nguyên tạm phép là hứa suông, hứa mà cho nó có lệ mà thôi. Và hứa hẹn rằng là về đi, các quý vị sẽ có nhà cửa ở, các quý vị sẽ có cơm ăn, sẽ có áo mặc, sẽ có y tế. Nhưng sự thật hư nó như thế nào? Đến ngày hôm nay cô chú anh chị em, chúng ta đã giãn cách xã hội trong một thời gian khá dài. Và hai chữ thiết yếu vẫn là một sự tranh cãi. Chúng ta cảm giác được là một cái quốc gia điều hành như thế thì làm sao chúng ta chống dịch được? Một sự việc đơn giản thôi, thiết yếu, mà nói hoài nói mãi vẫn không giải quyết được là sao? Trong cái tình hình bối cảnh như thế thì chúng ta là có một vị lãnh tụ cứu tinh, đó là Bác Trọng. Ngày hôm nay Bác Trọng cũng có liên lạc trực tiếp đến Sài Gòn và chỉ huy để chống dịch. Thì Nguyên cũng muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em là Bác Trọng đã nói cái gì. Đây là những chương trình nóng bỏng, sôi động, hấp dẫn liên quan đến Việt Nam mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn. Và trước khi vào chương trình, cho Nguyên kêu gọi các quý vị nào yêu mến chương trình có thể bấm cho Nguyên cái ngón tay cái để chương trình chúng ta vượt qua được cái sự thuật toán kiểm duyệt của YouTube, mà Nguyên có thể đem rất là nhiều những bản tin sôi động, ly kỳ, hấp dẫn và chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Đầu tiên là cho Nguyên mạn phép nói vấn đề của vaccine Renocell. Là một loại vaccine nó đang sale, nó đang quảng bá, nó đang kêu gọi và cầm loa phát khắp nơi và kêu gọi và sự tuyên truyền thay thế cho Tàu Cộng. Các vị cũng biết được là Tàu Cộng thất bại về ngoại giao vaccine. Trên toàn cầu ngày hôm nay không ai thừa nhận vaccine của Tàu Cộng là một vaccine hữu hiệu cả. Và Tàu Cộng đã thất bại ê chề về quảng bá những vaccine của họ. Tuy rằng có 40 mấy quốc gia đã từng trích vaccine của Tàu, nhưng hiện bây giờ không có quốc gia nào muốn tiếp tục trích vaccine của Tàu nữa hết. Bởi vì họ bị thất bại ê chề để đối phó với dịch bệnh. Chúng ta nêu vài tên cho vui thôi nha. Indonesia, Malaysia, Thái Lan, cô chú và anh chị em, Chile, Ukraine, còn một danh sách nó dài giống như là một con lãi mà Trung Nguyên mạn phép ngừng ở đây mà thôi. Những quốc gia thất bại này, nhưng đất nước Việt Nam chúng ta bởi vì sự ban giao anh và em mặt mũi của Tàu Cộng qua một công ty, một tập đoàn cũng thân thiện với chánh quyền của Tàu Cộng đã mua tổng cộng 5 triệu liều vaccine mà các quý vị ai cũng đã biết. Trong thời gian qua chúng ta có thấy những đoạn video sự phản đối của người dân không đồng ý trích vaccine của Tàu. Nên lý do đó mà chánh quyền của Việt Nam đã dùng một sự tuyên truyền trích càng nhanh thì vaccine càng tốt, trích càng sớm thì càng tốt, trong cái bối cảnh chúng ta không phải là không có vaccine. Hiện bây giờ tại Việt Nam còn rất là nhiều vaccine AstraZeneca và chúng ta sẽ có vaccine Moderna và Pfizer đã đến Việt Nam. Cô chú và anh chị em, chứ không phải là chúng ta chỉ có vaccine của Tàu không. Nguyên khẳng định một điều này với các quý vị. Nhưng những vaccine kia họ vẫn để trong kho, nhưng không đem xuống cho Sài Gòn, mà họ chỉ có để vaccine của Tàu chừng nào tiêu thụ hết đã.
nói cho cô chú anh chị em nghe, ngày hôm nay lại thêm 1 triệu liều vaccine của Tàu đã xuống sân bay của Việt Nam nữa rồi. Khi 1 triệu vừa qua tiêu thụ chưa hết, 500.000 vừa qua vẫn chưa tụ chưa hết. Các quý vị còn nhớ không, chỉ có 200.000 đã tiêu thụ mà thôi. Vaccine của Tàu tới ngày hôm nay khoảng 200.000 và 300.000 là max đã tiêu thụ. Có nghĩa là những vaccine mà họ đặt mua về, họ tiêu thụ chưa đến 1/10. Nhưng vaccine vẫn ồ ạt đến, lý do tại sao? Trong Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em như thế này. Bản tin đến từ Tàu. Từ Trịnh Châu, Quảng Châu, nhiều nơi đang bùng phát dịch bệnh. Họ đã không chích vaccine của Tàu nữa. Venocell đang sell không chích nữa. Sinopharm họ cũng không thèm chích luôn. Họ gom hết vaccine này trở lại. Họ đang tạo một loại vaccine khác, mà một loại vaccine họ mua của công ty Pfizer Biotech của Đức để mà tạo ra một loại vaccine mới, bởi vì họ biết cái vaccine của họ không tác dụng để đối phó với con siêu vi khuẩn Delta. Phần trăm là con số 0 để đối phó với con Delta. Nên lý do đó mà họ gom hết tất cả những vaccine mà họ không biết dục ở đâu, là loại vaccine thừa thải, là gác bỏ, họ đem đưa lại cho Việt Nam. Các cô chú và anh chị em, họ đưa cho Việt Nam, đối với họ là đồ dục thùng ghét. Một đội mà đồ ghét không còn sử dụng được nữa. Bởi vì tại những nơi này là ổ dịch, nhưng họ không chích vaccine Tàu nữa rồi. Và họ đem đó, họ đưa bán cho Việt Nam. Ngoài ra ngày hôm nay, phía bên quốc phòng của Tàu Cộng viện trợ cho Việt Nam 200.000 vaccine của Tàu tiếp tục. Mà đợt này không dám nói là loại vaccine gì, chỉ nói là vaccine của Tàu thôi. Tổng cộng Tàu Cộng có 2-3 loại lận. Thì các cô chú, anh chị em, các bạn mến thương của Nguyên, mà Nguyên hỏi nè, người dân của chúng tôi đã không muốn chích rồi, đem vaccine để làm gì? Chắc quý vị sẽ hỏi Nguyên một câu này: tại sao người dân Việt Nam chúng ta phần lớn là đồng lòng tẩy chay, 95-96% là người dân Việt Nam thà chết chứ không chích vaccine của Tàu? Thì tại sao họ vẫn đem tiếp tục vaccine của Tàu để làm gì? Chắc là các cô chú anh chị em đã không hiểu vấn đề này. Lại thắc mắc nữa, vaccine thì nó có giới hạn. Không chích vaccine thì vaccine nó không còn hữu hiệu, sẽ dục vào thùng rác. Tại sao một số lượng 1 triệu vừa qua chưa tiêu thụ được miếng nào cả? 1 triệu tới là 2 triệu rồi, giải quyết sao đây? Tại sao ồ ạt đến như kiểu này? Khi lúc đó Việt Nam có 3 triệu liều Moderna, 3 triệu mấy liều AstraZeneca, còn nhiều Pfizer khác sắp sửa sẽ đến. Thì các quý vị nghĩ là tại sao nó ồ ạt đến một lúc? Nó có nguyên nhân và lý do. Bây giờ chúng ta đi vào cái bản tin sôi động nhất với một quan chức của chính quyền Việt Nam đang trục lợi kiếm tiền chích vaccine từ 1 triệu đến 5 triệu. Các vị thấy chưa? Lý do tại sao mà vaccine của Tàu đến nhiều đến Việt Nam, nhiều vaccine khác mà chúng ta không nghe tin gì cả về vaccine Moderna, Pfizer, AstraZeneca, mà chúng ta chỉ có thấy quảng bá ở ngoài đường khắp nơi vaccine Renocell đang sell mua một tặng một, chích mấy mũi cũng được. Lý do chính đáng là có những kẻ trục lợi vaccine. Đơn giản thôi, các quý vị muốn chích vaccine của Tàu là free, miễn phí, chích bao nhiêu cũng được. Nhưng các quý vị muốn chích vaccine của Hoa Kỳ chứ gì? Tốn tiền. Đó, cô chú anh chị em. Ngày hôm nay một đường dây đã bị bắt. Ông Trương Mạnh Thảo, cô chú anh chị em, cũng là một quan chức trong Bộ Y tế khá là cao cấp. Ông ta là móc nối đường dây. Và những người nào có nhu cầu chích vaccine, thí dụ là AstraZeneca là 1 triệu, Pfizer là 3 triệu, hay là có những người mà không phải được trong những cái thời gian mà đợi quá lâu, có thể đến 4-5 triệu. Nên lý do đó mà ông ta đã ra một cái giá như thế, một cái đường dây để chích vaccine có tiền. Cô chú anh chị em, đường dây này bị phanh phui ra. Hiện bây giờ ông ta mới tạm thời ngừng chức. Ngừng chức mà thôi chứ chưa biết là bị trừng phạt cái gì. Ông này với ông Hùng nữa, hai người này đã cộng tác với nhau và kêu đàn em của mình dẫn cầu mối đến nơi chích. Một cái người mà cầu mối sẽ được 500.000 đồng. Dẫn mối, cô chú anh chị em, cầu mồi đó, kiếm người dẫn mối
500.000 đồng. Khủng khiếp thiệt. Chắc quý vị thấy chưa? Vích sinh của Tàu thì kêu chích miễn phí. Chích miễn phí, muốn chích bao nhiêu thì chích. Chích càng nhiều càng tốt, để chúng tôi chống cái kho của chúng tôi. Bởi vì hiện bây giờ Việt Nam không có tủ đông vích sinh của Tàu Cộng. Vừa qua thì có 77 tủ đông đến từ Hoa Kỳ mà người ta lấy phi cơ để viện trợ cho Việt Nam. Mục đích là để cho Việt Nam giữ trữ những vaccine Pfizer, Moderna sắp sửa sẽ đến với một con số lượng gần 30 triệu. Cô chú và anh chị em, thì trong cái bối cảnh này các quý vị cũng đã thấy được, thì cái vaccine của Tàu Cộng nó không thể để quá lâu, mà khi Tàu Cộng nó cứ gửi ồ ạt đến kiểu này. Nên là những vaccine của Hoa Kỳ, của Moderna, Pfizer châu Âu thì giấu trong kho, ém lại đó, để trong tủ đông không có hư, ém lại đó. Bây giờ phải tiêu thụ hết vaccine của Tàu Cộng. Ai muốn chích vaccine Moderna chứ gì? Chi phí bỏ tiền. Đó, đây là bằng chứng cụ thể của tờ báo Tuổi Trẻ ngày 18 tây tháng 8 đã công bố rằng ông Trương Mạnh Thảo đã bị bắt, mà hiện bây giờ tạm thời ngừng chức. Còn không biết xử ông này như thế nào, khi lúc đó Thủ tướng Chính phủ, nhà nước Việt Nam công bố như thế nào? Chích vaccine là miễn phí cho dân. Wow. Nói một đường thì ở dưới nó làm một nẻo. Mà Nguyên không biết ở dưới có nghe lệnh ở trên hay không, hay là nói cho dân nghe, nhưng chỉ thị là nó là khác hoàn toàn. Chỉ thị nó khác hoàn toàn với những gì chánh quyền đã nói. Nên ngày hôm nay cái câu chuyện mà phanh phui vaccine này ra, nó làm cho chúng ta biết được lý do tại sao mà vaccine của Tàu được tung ra thị trường, mà những vaccine khác nó về rồi mà nó không biết nằm ở đâu. Cô chú anh chị em, nó không biết nằm ở đâu. Bởi vì lý do tại sao? Cái đó là chừng nào tiêu thụ hết vaccine của Tàu, Nguyên đang sợ là cái gì? Vaccine của Tàu nó đã không hữu hiệu rồi. Ở bên Tàu người ta không chích nữa, là cái đồ mà người ta dục cái thùng rác, người ta gửi cho Việt Nam của chúng ta, mà chúng ta chích cho người dân chúng ta, lỡ có cái hậu quả gì thì sao? Ai là người chịu trách nhiệm khi chúng ta không được truy tố vaccine của Tàu Cộng? Đó là các quý vị phải thận trọng. Sắp sửa đây thì các cô chú anh chị em cũng biết là bà Kalama Kari đã công bố ở tại Hoa Kỳ là bà bắt đầu rời gót ngọc của bà, chuẩn bị cái chuyến đi tới khối Á Châu. Tất nhiên là bà ta sẽ có một cái món quà nho nhỏ nào đó khi bà ta ghé thăm Việt Nam. Và hiện bây giờ Việt Nam vừa qua mà Nguyên cũng cập nhật, đó là Ba Lan đã nhường 3 triệu mấy liều vaccine AstraZeneca của họ cho Việt Nam. Có nghĩa là có nhiều quốc gia họ đang viện trợ vaccine của Việt Nam cho Việt Nam. Mà cái vaccine nó hiện bây giờ nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Cô chú anh chị em, nên là các quý vị thấy chưa? Mọi sự việc từng bước một chúng ta đã phanh phui và chúng ta đã tìm càng ngày gần một sự thật. Bây giờ Trung Yên đi một vấn đề khác. Nói về vaccine là nói tới ngày mai luôn chưa hết nữa. Bởi vì sao? Vaccine nó có nhiều vấn đề để nói lắm, đặc biệt là vaccine của Tàu. Tàu mà, đồ Tàu là đồ Tàu lao lắm. Nên là cái đồ nó không có giá trị gì cả. Chỉ có Việt Nam chúng ta mới ôm bỏ tiền ra mua thôi. Cô chú anh chị em, chứ những quốc gia nào đã từng Tàu Cộng được viện trợ, bây giờ Tàu Cộng mà viện trợ cho họ, nó thôi, viện trợ cho chúng tôi tiền đi. Viện trợ chúng tôi tiền đi. Đừng viện trợ vaccine, cũng đừng viện trợ thiết bị y tế. Chúng tôi quá sợ rồi. Những cái quốc gia khác mà Tàu muốn viện trợ họ nó không, đưa chúng tôi tiền. Thật sự cô chú anh chị em, chứ họ cho 200.000 liều vaccine đến Việt Nam để làm gì? Chích cho chết dân nữa. Khi người dân đã không muốn chích vaccine của Tàu rồi, hoàn toàn không muốn chích vaccine của Tàu. Nên nói về vaccine là Nguyên nói tới sáng còn được nữa. Và chúng ta có nhiều bản tin khác cũng khá là thú vị đây. Bây giờ Trung Yên đi một vấn đề khác. Nó là cái vấn đề liên quan đến F0 mà cái luật lệ mới vừa ban ra ở tại Sài Gòn. Nó làm sao? Nó sẽ làm cho những người F0 sẽ cầm trong cái bế tắc hơn nữa. Và cả gia đình người F0 sẽ gớt ở trong một cái giai đoạn khó khăn. Và ca tử vong nó có thể dễ dàng hơn. Khi các quý vị biết là trong cái trạm chốt vừa qua chúng ta ngăn chặn, mà Nguyên đã tâm tình, những trạm chốt đó chỉ ngăn chặn được người dân và cái nền kinh tế để giết kinh tế dân mà thôi, chứ không ngăn chặn được dịch bệnh. Bởi vì những biện pháp từ đầu chúng ta không có test đại tràng, chúng ta không có test tất cả mọi người, làm sao chúng ta biết ai bị nhiễm và không nhiễm?
có người đi, có người không đi. Và chúng ta cứ nhốt những người bệnh ở trong một cái khu đó thì nó lây lan hết một khu, thì không cách nào giải quyết được. Nên cái vấn đề đó thì chính quyền Việt Nam đã sai từ khởi đầu để mà chống dịch, nhưng vẫn không thừa nhận cái hành vi của mình yếu kém về chống dịch. Và ngày hôm nay họ còn siết chặt hơn nữa. Ai là F0, cách ly ở nhà cái gì, từ nguyên cái khu nhà đó đều phải cách ly hết. Cô chú và anh chị em, nó đã làm cho người ta sợ. Làm sao cho người ta sợ? Bởi vì cái người bị nhiễm đó, họ không muốn phiền phức cho người gia đình. Cô chú anh chị em, khi họ bị cách ly và xung quanh của họ cũng bị cách ly, họ bị áp lực. Tâm lý của họ bị tổn thương, họ bị áp lực. Họ cảm giác họ là tội đồ. Và những người khác nhìn họ với một phía cạnh cũng khác. Và sức khỏe của họ với cái tâm lý của họ dễ bị gục ngã. Họ dễ bị qua đời. Thứ hai nữa là cách ly, người ta không đi đâu ra khỏi nhà, ở trong cái khu nhà, cái nhà đó, thì lây lan cho người trong nhà. Và lây lan cho người trong nhà thì các quý vị cũng biết rồi đó, trong cái bối cảnh là cấm tuyệt đối không ra khỏi nhà. Mà các quý vị biết là tôi ở không ở nhà cũng được, ở nhà hoài cũng được nữa, một tháng cũng được, hai tháng cũng được. Hãy cung cấp lương thực cho chúng tôi. Hãy cho chúng tôi nhà ở miễn phí, tiền điện nước miễn phí. Tôi ở một tháng cũng được. Nhưng không các quý vị à. Rồi cái vấn đề mà cái tiền điện, tiền nước, tiền nhà, lương thực, đây là một cái vấn đề mà người ta đã bàn cãi từ cách đây một tháng rồi, vẫn không cách nào giải quyết được. Và cứ hứa hẹn hết đợt này đến đợt kia, và cứ giải ngân cái này, giải ngân cái kia hoài, chưa thấy tiền ở đâu cả. Tới cái bối cảnh ngày hôm nay, các quý vị thấy những mảnh đời người ta bỏ chạy. Những người mà muốn chạy về quê để tìm một cách mưu sinh. Ngày xưa đến Sài Gòn để tìm mưu sinh, bây giờ muốn trở về quê để mưu sinh. Một quốc gia, một cái nơi mà kêu là thành đô, là một cái nơi mà nhà cầm quyền Đảng Cộng sản tự hào, là một cái nơi phồn vinh, mà chỉ dịch bệnh mới bùng phát thôi, chỉ có Việt Nam có những cái hình ảnh này. Mà không biết là chúng ta cần phải viện trợ lương thực. Đến ngày hôm nay không viện trợ, mà cái lực mới của F0 ban ra để siết chặt người F0, nó sẽ làm chết rất là nhiều người nữa. Nó làm chết rất là nhiều người. Các cô chú anh chị em, khi trong cái bối cảnh như thế này, người dân thì đang bị siết chặt, thì các quý vị thấy có quan chức vừa qua, giống như ông cục trưởng về thế má đó, phó cục trưởng về thế má đó, cô chú anh chị em, ông ta đi đánh golf, các quý vị còn nhớ không? Còn nhớ ông ta dưới một cái người khác nữa, ông gì mà giám đốc về điều hành về du lịch đó. Hai ông này đi đánh golf trong mùa vừa dân thì giãn cách xã hội, sống vô cùng khó khăn. Hai thằng cha này tự tại đi đánh golf, rồi đi đánh golf gặp những người đẹp ở tại sân golf, những cô phục vụ ở tại sân golf, lại bị nhiễm. Cái câu chuyện đó các quý vị còn nhớ không? Và tạm thời đình chức 20 ngày. Và ngày hôm nay ông ta có một lời phát biểu như thế này. Ông ta nói rằng là tôi không có phải là đi đánh golf, tôi đi khảo sát. Tôi đi khảo sát sân golf. Wow. Cô chú anh chị em, ủa? Mùa dịch bệnh đúng ra tất cả những cái gì thiết yếu đều đóng cửa hết. Ông đi khảo sát mà ông cầm cái cây ông quýnh như vậy à? Ông đi khảo sát mà ông đi với gái à? Chắc là ông khảo sát quá chặt chẽ đó. Cô chú anh chị em, cán bộ ngày nay gì đó, đúng là cái miệng không xương nhiều đường lắt léo. Bây giờ sợ bị cắt chức và nói là tôi đi khảo sát. Ủa? Tất cả những điều thiết yếu theo cái luật lệ chỉ thị 16 là phải đóng cửa hết. Thì khảo sát để làm cái gì? Có ai? Trừ khi cái đó nó mở. Cái đó nó mở cửa mà ông tự động nó đi khảo sát và ông đi đánh golf. Nhưng mà các cô chú anh chị em cũng đã thấy rồi đó, cái miệng khi lúc đó người dân đang chết đói. Ngày hôm nay đúng ra ông im lặng đi thì không ai nhắc. Thật sự cái chuyện đó cũng đã qua rồi. Ông im lặng đi. Không im lặng mà còn nói một câu ngụy biện cho mình là tôi đi khảo sát chứ tôi không đánh golf. Mà bằng chứng cụ thể để cái cho ban quốc bùm, còn bị lây nhiễm nữa cô chú và anh chị em. Rồi cán bộ đâu phải là một ông đâu các quý vị. Gần đây nhất có ông kia cũng đi khảo sát nữa, nhậu với hai bà. Và vài cán bộ khảo sát đánh bài nữa chứ. Đánh bài cũng khảo sát nữa.
tụ tập 5 tụ 7 tụ 10 xuống rồi chia bài ra bằng quýnh. Cũng là khảo sát luôn cô chú và anh chị em. Tất cả những hành động đó đều là khảo sát cả. Đánh bài cũng là khảo sát, nhậu cũng là khảo sát, đi với gái cũng là khảo sát. À, em này như thế nào để tôi kiểm tra em, khám sát em như thế nào. Khảo sát hết trong cơn dịch bệnh. Khi người dân thì siết chặt người dân bằng đủ thứ hình thức. Đủ thứ hình thức tới mức độ mà nó phi lý và nó vô lý đến mức độ mà các quý vị không thể nào chấp nhận được. Điển hình, Trung Yên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em vấn đề của phát phiếu đi chợ. Có nhiều nơi cái phường phát quá chậm, có nghĩa là một tuần người ta có, thí dụ là hai lần đi chợ, phiếu được đi chợ một cái hộ gì đó, hai phiếu hay một phiếu. Nhưng tuần này không có, nguyên cái tuần không thấy về nhà, thì người ta vẫn phải đi chợ đi ăn chứ. Người ta vẫn phải đi ra ngoài đường người ta ăn chứ. Nhưng mà giấy phát phiếu không đến nhà người ta. Không đến nhà người ta, cô chú anh chị em, giấy phát không đến nhà người ta. Thì người ta làm bằng cách gì? Thì người ta bắt buộc phải cũng phải đi chợ. Thì ló đầu đi ra chỉ có mấy mét mà thôi, đi cái chợ kế bên nhà đó nha. Thì bị những anh công an chặn lại, hỏi ấy giấy đi tờ đâu? Hỏi tôi đi chợ. Đi chợ là thiết yếu, à vậy là có thẻ đi chợ không? Không có. Phạt lập biên bản. Người ta nói tới trời ơi, bây giờ tôi không có tiền để mà ăn nữa, tiền đâu mà lập biên bản. Mà khi lúc đó cái phường không gửi giấy cho tôi, vậy là phường sai, tại sao không phạt phường? Tất nhiên làm sao phạt phường được, chỉ có phạt là phật dân cu ly đen mà thôi. Chuyện đó chúng ta còn có thể không tức, mà chuyện này còn tức tối hơn nữa. Nhiều khi Nguyên nói là nghe thông tin để mà tức là vậy đó. Cái anh đó anh ta đi chợ, mà đi chợ đi đâu? Đi mua thuốc. Đi mua thuốc. Đi mua thuốc cảm, thuốc sổ mũi. Vì bị bệnh cảm thôi chứ không phải bị Covid nữa. Bệnh cảm, phòng ngừa đi mua thuốc. Gia đình bệnh cảm đi mua thuốc. Thì bắt đầu đi thuốc thì công an chặn lại, hỏi anh đi đâu? Tôi đi mua thuốc uống. Đây không phải là thiết yếu. Đây không phải là thiết yếu của chú anh chị em. Thuốc uống không phải là thiết yếu. Đây không phải là thiết yếu. Cái ta nói bây giờ tôi dùng cái phiếu đi chợ của tôi. Tôi có phiếu đi chợ vì tôi đi mua thuốc được mà. Không, phiếu đi chợ là đi chợ. Còn thuốc uống là không phải là thiết yếu. Lập biên bản 3 triệu đồng. Lập biên bản 3 triệu đồng của chú và anh chị em. Phi lý và vô lý như thế. Người dân bị siết chặt để mà cứ là hút hết máu của người dân, lấy hết tiền của người dân. Còn khi cán bộ đó đánh golf thì nói rằng đi khảo sát, đánh bài là khảo sát bài, đi chơi gái là khảo sát phụ nữ, cái gì cũng khảo sát hết để chạy tội. Thì các cô chú anh chị em đã thấy rõ được cái tình hình và cái bối cảnh dịch bệnh ở tại đất nước Việt Nam nó vô cùng phức tạp. Và người dân hiện bây giờ kinh phí không còn một đồng xu cắt bạc, người ta mới tháo chạy đi ra khỏi Sài Gòn. Những cái hình ảnh vừa qua mà các quý vị đã thấy người ta ngủ ở trên cầu, ở dưới hầm cầu. Hiện bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta người vô gia cư khắp nơi. Hình ảnh như người vô gia cư homeless khắp nơi tại đất nước Việt Nam. Những cái mảnh đời đó. Và có nhiều người đã nghe lời của chính phủ đã quay trở lại Sài Gòn. Và cái bối cảnh họ như thế nào? Họ đang bị giãn cách xã hội một cách khắt khe hơn. Và họ đang chờ đợi sự cứu cấp lương thực mà đến ngày hôm nay vẫn chưa thấy. Ngày hôm qua có sự viện trợ một phần nhỏ cho những cụ lão già và dài cũ cải gì đó, dài cũ gì đó, vậy thôi cô chú và anh chị em. Nhưng mà ăn cái này được mấy ngày? Một ngày. Rồi ngày mai thì sao? Rồi tiền điện, tiền nước, tiền nhà như thế nào? Cái vấn đề đó nó vẫn nằm im ở chỗ đó, không có giải quyết cho người dân. Và những người dân đã quay trở về hay là những người dân đang còn ở trên dọc đường, mảnh đời của họ như thế nào? Tới cái bối cảnh ngày hôm nay vẫn tiếp tục diễn ra ở tại Sài Gòn. Và những con số ca lây lan, lây nhiễm, những con số ca tử vong càng ngày nó càng tăng vọt. Những cái giá tiền của những người để mà mai táng hay là quả thiêu tiếp tục tăng cao. Chánh quyền chết vì Covid thì không để chết vì Covid mà chết vì bệnh, để ép người gia đình phải chi tiền ra để mà làm mai táng. Thì các quý vị cũng đã thấy rõ rồi.
Trong cái giây phút này thì hôm qua Nguyên có nói là Bác Trọng Bác Phúc ở đâu. Các quý vị thấy cái tựa Nguyên để ngày hôm qua đó, dân đối thiệt đó mà Bác Trọng Bác Phúc ở đâu. Thì Bác Trọng ngày hôm nay đã có điện thoại đến Sài Gòn để mà chỉ huy, để mà phát biểu, để mà thì nghe chỉ huy nghe ngon lắm. Khi chúng ta nghe đến chỉ huy thì chúng ta nghe nghĩ là một cái người lãnh tụ sẽ ra những lực lệnh, à mày phải làm cái này, mày phải làm cái kia, mày phải làm cái nọ, phải làm như thế này, giúp dân, phải làm cái kia, lo dân, phải làm cái kế hoạch này, kế hoạch kia, thì chúng ta nghĩ là như thế. Nghe nó chỉ huy thì chúng ta biết là một người nào đó sẽ ra một cái lệnh nào đó để đang cứu đất nước trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng này. Chúng ta đang trông chờ nhiều lắm, bởi vì chờ mấy ông Sài Gòn, chờ mãi, chờ ngoài rồi. Mấy ông trục lợi đến từ vaccine, trục lợi đến từ xác chết, trục lợi qua những trạm chốt, trục lợi qua những thí nghiệm. Chúng ta chưa đến nói cái sự bi đát của bệnh viện từ chối người nữa. Thì cô chú anh chị em, những cái bối cảnh thật sự là bi đát. Bây giờ lãnh tụ đến mừng quá các quý vị ơi, mừng quá. Mừng quá sau những sự nỗ lực lên tiếng kêu gọi của cộng đồng mạng của chúng ta, nói khang cái cổ họng luôn, thì Bác Trọng mới điện thoại trực tiếp đến Sài Gòn mà chỉ huy. Thì chúng ta đang chờ đợi thầy thì nói vòng vòng cũng bị hịch vậy. Phải vì dân, vì nước, chúng ta phải liêm chính, chúng ta phải không để cho dân đói. Cái này nói đủ lắm, đủ thứ hết. Nói có thể là nói chung chung, nói mà kêu là nể nói cho có đó. Nhưng nói cho đã rồi, chúng ta không nghe được cái câu thực tế là gì? Là sẽ được viện trợ 28.000 tỷ đến Việt Nam cho Sài Gòn, và sẽ chia ra cho người dân một hộ bao nhiêu tiền gì đó. Nhưng cô chú anh chị em, cái đó chúng Nguyên không thấy. Chỉ có thấy nói một vấn đề chung chung, chung chung, rồi nói cho có lệ. À, chúng ta phải là vì dân làm việc, lấy dân làm gốc. À, những cái tỉnh là phải siết chặt coi cán bộ không sai trái, cứ nói vòng vòng như thế. Trong cái giai đoạn này chúng tôi không cần biết Bác Trọng à. Dân chúng tôi đơn giản lắm, tới cái giai đoạn này không cần biết ông nào tốt, ông nào xấu nữa, nó thật. Bây giờ chúng tôi cần lương thực thôi. Chúng tôi cần lương thực, chúng tôi cần giảm bớt tiền nhà, tiền điện, tiền nước thôi. Chứ chuyện khác chúng tôi không lo được nữa. Các ông thật sự tốt thì các ông lo giùm tôi vấn đề của y tế và lương thực là đủ. Tạm thời bây giờ chúng tôi cần bao nhiêu đó thôi. Chúng tôi đúng vào ngay trong cái giai đoạn cần thiết. Giai đoạn cần thiết là lúc này là chúng tôi cần cái gì? Chúng tôi chỉ có cần lương thực và tiền bạc và nhà cửa. Điện nước không lấy tiền trong cái bối cảnh mà hiện bây giờ không có ai tạo ra được cái nguồn tiền. Chỉ có chính phủ tạo ra được nguồn tiền thôi. Chính phủ tạo ra được nguồn tiền qua nhiều đường khác nhau. Đường thí nghiệm, đường phạt, đường giấy tờ, thế má của công ty. Chỉ có chính quyền ra tạo ra tiền, cả luôn những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn. Không có doanh nghiệp nào làm ra tiền cả. Những doanh nghiệp lớn người ta chỉ có thể sản xuất 10% công suất sản xuất của người ta thôi, và còn phải duy trì cái ba tại chỗ nữa. Không có ai còn có tiền cả. Hiện bây giờ chúng tôi cần lương thực, giải quyết vấn đề lương thực cho người dân Sài Gòn, để người ta có thể yên tâm ở đâu ngồi ở đó. Hiện bây giờ người ta không yên tâm được nữa, và bắt đầu người ta hoảng lên rồi. Ở Sài Gòn bây giờ người ta hoảng sợ lên rồi. Bắt đầu là người ta đang muốn tháo chạy hết tất cả, và dịch bệnh nó sẽ lây lan không thể nào kiểm soát được. Hình như chúng ta nhìn lại Đồng Nai đi rồi sẽ biết. Đồng Nai xong rồi Đồng Tháp, rồi Bến Tre, Long An, Châu Đốc, Cần Thơ. Những cái hình ảnh đó các vị đã thấy rõ rồi mà. Nhưng mà chính quyền cứ nói dòng do Tam Quốc, người dân không cần biết cái gì cả. Dân chúng tôi phần lớn các vị cũng biết mà, dân lao động đâu có bận tâm về vấn đề chính trị. Họ bận tâm là cơm ngày hai bữa. Bây giờ cơm một bữa cũng được đi, không hai bữa, một bữa cũng được đi mà cũng còn không có. Rồi phải giải quyết cho họ cái nợ nần tiền điện, tiền nước. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chính quyền làm được bao nhiêu đó là họ mừng lắm rồi. Đừng có lên đây mà vẽ cho người ta, chúng ta cán bộ phải làm thế này, cán bộ phải làm thế kia, đảng nhà nước phải chỉ quyền. Nhưng mà cuối cùng nói thôi, không có làm. Bởi vì muốn làm là phải có tiền. Mà tiền ở trên không đưa xuống thì làm sao ở dưới người ta giải quyết tiền bạc. Sài Gòn kiến nghị 28.000 tỷ. Vừa qua thì Sài Gòn hứa hẹn với người dân là 900 tỷ là không có rồi.
Có nghĩa là Sài Gòn đã không muốn tự mình chi tiền ra và muốn tránh quyền ở trên đút tiền xuống. Nhưng tiền là nó dính liền với khúc ruột của mấy ông chánh quyền, làm sao mấy ông đưa ra? Chỉ có những kẻ ngoại bang, những mấy đứa kẻ người nước ngoài, những quốc gia tư bản là những người họ mới đưa tiền xuống giúp dân mà thôi. Nó làm cho Nguyên một cái lý tưởng như thế này: nếu các quý vị thật sự muốn chánh quyền Việt Nam giúp người dân, chúng ta phải đồng lòng như thế này. Là chúng ta đồng lòng là chánh quyền không giúp dân, mà chỉ có những quốc gia ngoại bang giúp dân mà thôi. Và chánh quyền đã mất lòng dân, chúng ta chỉ cần loan cái tin này ra nhiều hơn một chút, thì chánh quyền ngay lập tức sẽ gán cố gắng siết bụng mới móc ra một chút xíu lương thực để cung cấp cho dân. Nên chúng ta không cần phải nói cái gì cả. Chúng ta nói bây giờ tôi thấy dịch bệnh cả tháng rồi, chánh quyền không giúp dân gì cả. Đó là thật, đó là thực tế. Tôi không thấy một cái hành động của chánh quyền, mà tôi thấy chỉ có nước ngoài giúp dân thôi. Chúng ta chỉ cần nói đơn giản như thế, để cho chánh quyền thấy rõ được lòng dân không còn đứng về phía họ. Các cô chú anh chị em các bạn mến thương, tới ngày hôm nay một tháng mấy rồi, nói khan cái nước miếng luôn, biết bao nhiêu cái kiến nghị, biết bao nhiêu vấn đề, vẫn muốn trục lợi. Trung Nguyên nhắc lại nha, trục lợi vaccine. Vaccine của Tàu Cộng thì tung ra thị trường chích đi chích đi, còn vaccine kia thì giấu lại. Mày muốn chích vaccine kia tốn tiền. Các anh chị còn nhớ cái bài bình luận của Nguyên cách đây lâu không? Thì bây giờ nó đã hiện diện y hệt như vậy luôn, y hệt những gì Nguyên nói. Miệng thì nói là vaccine là miễn phí. Tại sao vaccine miễn phí? Là vaccine đó là vaccine người ta cho. Còn vaccine mà họ mua thì họ không muốn chích cho người dân miễn phí. Ai có điều kiện muốn chích lẹ cái gì bỏ tiền vào, đó là vậy đó. Muốn vaccine tốt cái gì thì bỏ tiền vào, còn nếu không Venocell đang sell. Mà các quý vị có biết là cái vaccine Venocell của Tàu Cộng nó bán mắc hơn vaccine của châu Âu không? Venocell nó bán mắc vaccine hơn AstraZeneca, nhưng mà vẫn mua Venocell. Hữu nghị anh và em. Thế cái bối cảnh mà người Việt Nam không ai muốn chích vaccine của Tàu Cộng thì viện trợ thêm 200.000 vaccine của Tàu Cộng, nghịch lý vô cùng tận. Và trước khi tạm biệt cùng cô chú anh chị em, có Nguyên có một bản tin tích cực một chút xíu, một động thái rất là hiếm hoi của chánh quyền của Việt Nam. Đó là vừa qua chánh quyền của Việt Nam đã tập trung quân sự với Ấn Độ. Thì các quý vị cũng biết được là Ấn Độ đang đối nghịch với Tàu Cộng, là một động thái rất là hiếm hoi của đất nước Việt Nam. Mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em, Nguyên là trung thật lắm, có cái gì thì nói cái đó, không thích thêm, không thích bớt. Chỉ có những cái bối cảnh và những cái mảnh đời và những cái sự phi lý là Nguyên không thể cầm lòng được. Đó là cho Nguyên cáo lỗi. Tại sao vậy? Thí dụ đi, người ta đi mua thuốc và nói là thuốc men không phải là thiết yếu. Trời ơi trời, uống thuốc mà không phải là thiết yếu chứ là cái gì là thiết yếu đây? Mà cái câu chuyện đó nó quá lâu rồi, cả tháng mấy rồi mà vẫn không giải quyết được. Cũng giống như là nghề nghiệp tự do bốn chữ này nè, nó làm cho người dân đã không tiếp được cái gói trợ cấp 62.000 tỷ, vẫn chưa giải quyết được. Và mọi sự việc đó nó vẫn tiếp tục giăng đảng. Và chánh quyền Việt Nam, cả lãnh tụ tối cao Bắc Trọng Bắc Phúc, vẫn không có đem một cái biện pháp, cũng không có một chỉ thị nào thực tế để giúp dân cả. Đều là những lời nói qua Mỹ, nói cho nó qua loa, nói cho nó có mà thôi. Đây là bài chia sẻ của ngày hôm nay cùng cô chú anh chị em các bạn mến thương, để cho các quý vị thấy rõ được là vaccine có đó, có vaccine nhiều loại nhưng vẫn muốn chích vaccine của tao. Còn những cán bộ thì tất cả lỗi của cán bộ là do bởi vì khảo sát mà thôi. Các quý vị nha, cán bộ là khảo sát, đi chơi gái cũng khảo sát nữa, đánh bài cũng khảo sát luôn. Tất cả hành vi của cán bộ đi nhậu, ngồi trong bàn nhậu người ta quay phim trực tế luôn là khảo sát rượu bia coi nó có chất lượng tốt hay không. Bia này có phải bia giả hay không? Rượu này có phải rượu giả hay không? Các cô chú anh chị em, tất cả đều khảo sát cả. Và Trung Nguyên cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã lắng nghe hết đoạn cuối video. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã bấm Trung Nguyên cái ngón tay cái để chương trình chúng ta đã vượt qua được cái sự thuật toán kiểm duyệt của YouTube. Và Trung Nguyên tạm biệt ở đây. Nguyên hẹn những video kế tiếp nha.
đốt lửa lên anh em ơi, sưởi ấm ngàn mảnh đời. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa cháy bóng hồn tôi. Đốt lửa lên anh em ơi, trăm đêm dài tăm tối. Đốt lửa lên anh em ơi, có loài hoa tinh khôi. Có loài hoa trong tim thép vàng trời, có loài hoa tuyệt vời làm rung chuyển thế giới. Loài hoa hương sắc mới đang nở rộ nơi nơi. Hoa nở trong biển lửa, hoa thét gào trong mưa, hoa khơi nguồn chân lý, hoa thúc dậy mà đi. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa hồn thiêng nước biển. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa pha tung xích xiềng. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa nhóm khắp quê nhà. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa thúc giục hồn ta. Đốt lửa lên anh em ơi, sưởi ấm ngàn mảnh đời. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa cháy bóng hồn tôi. Đốt lửa lên anh em ơi, trong đêm dài tăm tối. Đốt lửa lên anh em ơi, có loài hoa tinh khôi. Có loài hoa trong tiếng thét vang trời, có loài hoa tuyệt làm rung chuyển thế giới. Loài hoa hương sắc mới đang nở rộ nơi nơi. Hoa nở trong biển lửa, hoa thét gào trong mưa, hoa khơi nguồn chân lý, hoa thúc dậy mà đi. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa hồn thiêng nước biển. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa phá tung xích xiềng. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa nhóm khắp quê nhà. Đốt lửa lên anh em ơi, lửa thúc giục hồn ta. Đốt lửa lên anh em ơi, đốt lửa lên anh em ơi, đốt lửa lên.